các vị khách hàng thân yêu của Arena Luxury Clinic. Ngày hôm nay thì Trang đang có mặt tại phòng điều trị công nghệ cao của Arena. Và ngày hôm nay thì Arena có một khách hàng vô cùng đặc biệt. Và ngày hôm nay thì Trang cũng muốn chia sẻ với khách hàng này đến với các chị em, các chị của Arena, để các chị có thể hiểu thêm về cái quá trình làm đẹp tại Arena, cũng như là cái quá trình tư vấn mỗi một bạn nhân sự tại Arena thì được trải nghiệm những cái dịch vụ gì. Thì ngày hôm nay thì Trang sẽ chia sẻ đến các chị em, để các chị em có thể hiểu thêm về các dịch vụ tại Arena Luxury Clinic nhé. Đối với Trang thì mỗi một nhân sự, mỗi một vị khách hàng, mỗi một nhân sự tại Arena thì đều nên được sử dụng những cái dịch vụ tại Arena và đều được trải nghiệm những dịch vụ tại Arena, để các bạn có kiến thức này, có kinh nghiệm này, và cũng như là có cái trải nghiệm thực tế đến từ cá nhân mình, để làm sao có thể tư vấn được cho các chị những liệu trình phù hợp nhất, hay là cái việc là trong quá trình làm các bạn có cái biểu hiện gì này, có cảm nhận như thế nào về cái quá trình làm đẹp đấy. Thì Trang mong rằng là mỗi một nhân sự tại Arena các bạn đều được trải nghiệm những dịch vụ mới, công nghệ mới, sản phẩm mới tại Arena, để làm sao các bạn có những cái kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm để tư vấn được cho các chị em khách hàng một cách đúng nhất và chân thực nhất. Thì ngày hôm nay thì Trang sẽ chia sẻ đến các chị em một nhân sự đang thực hiện trực tiếp dịch vụ thơm mắt đa thực tại Arena. Và bây giờ các chị sẽ cùng em gặp gỡ bạn nhân sự của Arena để xem cảm nhận của bạn khi đang sử dụng dịch vụ thơm mắt đa thực sẽ như thế nào nhé. Em chào các chị ạ. Em là nhân sự tại Arena. Hôm nay em được công ty và sếp cho trải nghiệm cái dịch vụ mới là thơm mát đa thực. Hiện tại thì em cảm thấy rất là biết ơn, vì mỗi khi mà một cái dịch vụ mới ra thì sếp luôn tạo điều kiện để cho tất cả nhân sự tại Arena được trải nghiệm và được cái cảm nhận là chân thực nhất, để khi mà tư vấn cho các chị được những cái chuẩn nhất. Xin chào các bạn. Thì sau khi mình được công ty tạo điều kiện và để sang cho học hỏi cùng với cập nhật những kiến thức công nghệ mới, thì hôm nay mình đang đào tạo và chuyển giao lại những cái kiến thức và công nghệ mình học được tại châu Âu để cho các bạn kỹ thuật viên có thể là trải nghiệm và áp dụng trực tiếp trên những vị khách hàng. Thì đây là công nghệ thơm mát đa cực. Thơm mát đa cực thì đối với công nghệ này thì hiệu quả của nó gần như tương đương với công nghệ thơm mát Android 4.0, là công nghệ hiện tại chỉ có là người đại nhất bây giờ. Nhưng mà đối với cái công nghệ thơm mát đa cực này thì nó có những cái trải nghiệm ưu điểm gì hơn so với những công nghệ thơm mát Android 4.0 cũ? Như các bạn có thể thấy là trong quá trình làm thì các bạn thực viên có thể làm rất là nhẹ nhàng thôi, và các bạn trải nghiệm gần như không có bất kỳ một chút biểu cảm gì đau đớn. Đây là một trong những cái trải nghiệm gọi là tiên tiến hơn so với công nghệ thương mại Android 4.0. Và sau khi mình kết thúc điều chỉnh thương mại đa cực này thì hiệu quả cũng gần như tương đương với công nghệ thương mại Android 4.0. Và quan trọng trong trải nghiệm trong khi chúng ta làm là cái cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng hơn rất là nhiều so với những công nghệ lân cơ cũ, và hiệu quả nó vẫn kéo như kéo dài tương đương từ 1 năm rưỡi đến 2 năm so với các công nghệ cũ. Đây là gần như là một cái cơ hội rất là tốt cho mình được công ty tạo điều kiện và rất là được ưu ái để học tập những cái công nghệ mới này, để mang về cho quý vị khách hàng tại Arena trải nghiệm và có những cái lựa chọn tốt hơn so với những cái công nghệ cũ, để chúng ta làm sao vừa đạt được hiệu quả so với giống như công nghệ, so với những công nghệ như kiểu thương mại Android 4.0 hoặc là iPhone chẳng hạn. Vậy nó sẽ làm giảm cảm giác đau đớn hơn so với trong những chúng ta làm. Vậy với công nghệ mới này thì đối với những chị em mà đang có mong muốn là trải nghiệm và làm nâng cơ trẻ hóa da nhưng mà chúng ta vẫn còn sợ đau, thì tại sao chúng ta không trải nghiệm công nghệ này? Đối với công nghệ này thì gần như là chúng ta không có đau đớn gì cả và trải nghiệm rất là nhẹ nhàng thôi các bạn nhé.